Xin chào các bạn, trước mắt là Toyota Hilux bán tải, một chiếc xe mà ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam vì khả năng đa xúc, truyền trở tốt, vượt địa hình tốt và quan trọng là nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Hầu hết tất cả các xe bán tải tại Việt Nam thì đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và chiếc Toyota Hilux này cũng không phải là một ngoại lệ. Đây là phiên bản thấp nhất của dòng Hilux tại Việt Nam, Toyota Hilux E số tự động một cầu, máy dầu 2.4 lít đi cùng với số tự động 6 cấp và dẫn động một cầu sau. Chiếc Toyota Hilux này thì đang được niêm yết giá bán là 695 triệu. Và chương trình khuyến mại cụ thể thì mời các bạn liên hệ trực tiếp với số hotline tôi đã đính kèm trên video. Chúng ta cùng đi tổng thể một vòng chiếc xe. Đây là phần đầu của chiếc Hilux này. Có thể nói là nó cũng tạm ổn. Tuy nhiên thì với cá nhân tôi thích một chiếc bán tải. Nó có những cái đường nét gân guốc hơn và cơ bắp hơn. Điều này thì Hilux lại đang hơi, có thể nói là thiếu một chút. Cụm đèn halogen, phản xạ đa hướng, ánh sáng vàng. Phía dưới này, đèn gầm sương mù phá cách. Đấy, chính như vị trí đèn gầm sương mù lại thiết kế rất đẹp luôn. Toàn bộ phần này là mạ chrome hết. Những cái thanh co bản như thế này giúp cho chiếc xe nó khỏe khoắn hơn. Dưới bản nhiệt thì giống dạ cổ ong, hơi giống thôi. Và chính giữa cái phần đuôi này chúng ta sẽ có hai đường gân dập nổi như này, tạo cho chiếc xe có một cái sự khỏe khoắn khi nhìn từ phía đằng trước. Ở phần bên hông này thì chúng ta sẽ có một bộ la răng đa chấu. Kích cỡ lốp của chiếc xe này thì nó đang sử dụng cái la răng 17 inch và thông số lốp là 265/65G17. Bệ bước chân cũng đã có sẵn rồi. Phần bên hông này thì xi nhan cũng được tích hợp trên gương, gương được mạ chrome này. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe. Với chiếc xe màu đen này thì vị trí này nó đỡ nổi này, nhưng mà với chiếc xe màu trắng thì cái này tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải trang bị thêm cái ốp chrome. Bật dẫm được trang bị đầy đủ rồi. Phần thùng xe Hilux chính là chiếc bán tải và có cái phần thùng chuyên chở được nhiều nhất. Rất to, tha hồ cho các bạn chở đồ luôn. Cái này sau khi lấy xe thì các bạn có thể lựa chọn để lắp thêm những cái thiết bị thùng, ví dụ như là thùng cao, thùng thấp, thùng thể thao, thùng quận, rất nhiều các loại thùng trên thị trường hiện nay. Giá thì dao động khoảng tầm từ 13-14 triệu trở lên, chúng ta đã có thể lắp được thùng rồi. Phía sau này hơi tiếc một chút khi mà xe không được trang bị camera lùi cũng như là cảm biến lùi. Đây, tổng thể bán tải rất to, phát triển trên khung gầm của SUV. Và ngó không gian nội thất một chút. Cảm giác đầu tiên, đấy là cũng khá rộng. Nhưng phần ghế này sẽ hơi, chắc chắn là hơi dựng. Các bạn nhìn đây các bạn đủ hiểu luôn. Bán tải nào cũng vậy nhá. Đó là một điểm mà người ta nói là bán tải ngồi hàng ghế sau nó không được êm lắm. Nó không êm bởi vì hai yếu tố. Một là cái ghế này nó dựng thì chắc chắn là chúng ta không thể thấy thoải mái rồi. Cái thứ hai là những cái lưng ghế nó rất là mỏng. Còn bán tải nào cũng vậy thôi. Cái thứ ba là cái giảm sóc của bán tải. Thì cái giảm sóc sau trừ Nissan Navara phiên bản L, còn lại tất cả các xe bán tải khác trên thị trường ấy, đều sử dụng cái hệ thống giảm sóc bằng nhíp lá. Nó chịu tải tốt, chuyên chở tốt, nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ rất là sóc. Nếu mà có người ngồi đây thì cảm nhận được ngay. Đó, hàng ghế thứ hai chỉ như này thôi, 5 người ngồi thì cũng rất là thoải mái. Đây là khoang cabin, khoang lái chính. Ghế nỉ, chỉnh cơ. Gương à? Gương chiếu hậu này sẽ chỉ được trang bị là gương chiếu hậu chỉnh điện thôi, còn vẫn phải cụp bằng cơm rồi.
Ây chà, cao ghê. Rộng rãi thoải mái. À, chìa khóa chỉnh cơ, hơi tiếc chút. Chìa khóa mà khởi động một nút bấm start top thì chắc là ok hơn rất nhiều. Các bạn đang nhìn đây là cụm đồng hồ này, rất dễ quan sát thôi. Thông tin hiển thị đầy đủ. Tay lái giả da. Toyota gọi cái chất liệu này là urethan nếu tôi không nhầm. Phía bên này, màn hình DVD của Pioneer. Lật như siêu nhân luôn. Đó. Hiện nay thì hầu hết các xe của Toyota đều trang bị cái màn Pioneer, mã là 5750 này, BT. Full tất cả cổng kết nối. Nhưng mà hơi tiếc là chưa có AUX. À xin lỗi, chưa có Android Auto cũng như là Apple CarPlay. Ở phía dưới là điểm mà tôi không thích lắm, tuy nhiên thì cũng rất là khó để chê. Bởi vì chúng ta đang có một chiếc xe bán tải 695 triệu và nó đang được trang bị điều hòa chỉnh cơ với những cái nút vặn rất truyền thống của Toyota. Cái này thì chắc chắn là bền rồi, cực kỳ bền luôn. Không có gì để hỏng, điều hòa lạnh sâu. Nhưng mà bù lại tính thẩm mỹ thì các bạn tự đánh giá. Anh em nào thấy đẹp thì cứ khen đẹp, còn cá nhân tôi là thấy xấu. Nhưng mà được cái nó rất là tiện, dễ điều chỉnh, thao tác rất rõ ràng rồi các bạn ạ. Hướng gió các thứ rất là dễ hình dung. Nó không chi chít cái nút bấm như một số các xe khác. Ở đây là hệ thống hộp số, hai chế độ lái Eco Mode tiết kiệm nhiên liệu và Power Mode để tăng thêm cái công suất động cơ tức thì. Phanh tay, dĩ nhiên là phanh tay động cơ. Và con này tôi thấy có mấy cái rất hay. Thứ nhất là cái hộp lạnh này, tiện lắm. À, các bạn có thể để nước lạnh đây, chúng ta sẽ có nước lạnh uống liên tục trong cái mùa đông này. Thứ hai, những cái khay để cốc rất là thông minh. Học tài liệu thì xe nào cũng có rồi. Đó. Bản này nhá, tôi cũng thấy về chế độ vận hành nó có một cái rất hay các bạn, là xe nó được trang bị sẵn cái cruise control. Đó. Điều khiển hành trình trên ga tự động chúng ta đã có sẵn rồi. Cái này mà đi cao tốc thì tiện lắm, cứ cài vận tốc mình mong muốn, bỏ chân ga ra thoải mái. Nhớ là bỏ chân ga thôi nhé các bạn nhé, không được bỏ tay lái đâu. Hiện tại thì chiếc Toyota phiên bản này đang được niêm yết giá bán là 695 triệu. Khuyến mại giảm giá thì mời các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp. Xe cũng được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe trên toàn quốc. Thông tin chi tiết về mẫu xe các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline mà tôi được link kèm trên video. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.